Xin chào tất cả các bạn, hôm nay kênh Tiểu sử Ngôi sao xin được phép giới thiệu tiểu sử ông Nguyễn Xuân Anh. Ông Nguyễn Xuân Anh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1976 là chính trị gia người Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI. Nguyễn Xuân Anh sinh ngày 1 tháng 1 năm 1976, nguyên quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, chính trị gia từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, 2006 đến 2011, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 2003 đến 2011. Từ năm 1991 đến năm 1994, ông là học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Từ tháng 2 năm 1995 đến tháng 9 năm 1998, ông học cử nhân quản trị kinh doanh trường Humber College, Canada. Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 9 năm 2002, ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh trường California Southern University, Mỹ. Từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006, ông lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy, online, học từ xa qua mạng, chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường Southern California University for Professional Studies, SCUPS. Trường này sau tháng 10 năm 2007 đổi tên thành California Southern University. Bằng cấp của trường này không được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Từ năm 1999 tháng 8 năm 2006, phóng viên, phó ban, trưởng ban quốc tế báo Thanh Niên. Từ tháng 8 năm 2006 tháng 3 năm 2008, phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 3 năm 2008 tháng 4 năm 2009, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu. Từ tháng 4 năm 2009, tháng 8 năm 2009, phó bí thư quận ủy Liên Chiểu. Từ tháng 8 năm 2009 20 tháng 6 năm 2011, Bí thư quận ủy Liên Chiểu. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 20 tháng 6 năm 2011, được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày 2 tháng 4 năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI tại kỳ họp thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Thời điểm được bầu, ông là một trong hai bí thư tỉnh thành trẻ nhất Việt Nam, người kia là ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nguyễn Xuân Anh được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016 đến 2021 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân. Theo đó, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 đến 2020, ông Nguyễn Xuân Anh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Huỳnh Đức Thơ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật. Một trong số các sai phạm là ông và thư ký nhận hối lộ của Vũ Nhôm, mỗi người một căn nhà. Ngày 6 tháng 10 năm 2017, ông đã bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa 12 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 đến 2020 và thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại phiên họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, toàn bộ 48 đại biểu có mặt, ông đã xin phép vắng mặt bỏ phiếu tán thành bãi nhiệm chức danh chủ tịch và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9. Ông Nguyễn Nho Trung được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng phân công tạm thời phụ trách Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Xuân Anh là con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi. Vợ Nguyễn Xuân Anh là Bùi Thị Diễm, sinh năm 1984, người Cần Thơ, là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2004. 14 hai người thành hôn vào ngày 29 tháng 3 năm 2008. Tính đến ngày 3 tháng 2 năm 2016, họ có hai con trai. 15. Em trai Nguyễn Xuân Anh tên là Nguyễn Xuân Ảnh, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1983, hiện là Phó Cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam. Chiếc xe biển số xanh 43A-299 hiệu Toyota,
mà bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh đang dùng, bị cho là mang bảng số giả vì trùng số với xe Land Rover của doanh nhân, mà đã tặng cho Đà Nẵng chiếc Toyota. Thành ủy Đà Nẵng cho đó là chuyện bình thường vì xe sau mang bảng số trắng. Thông tin sai về việc này, chuyên trang điện tử của báo Văn Nghệ Trẻ, ngày hôm sau 22 tháng 2 năm 2017 bị yêu cầu đóng cửa. Các báo trong nước nói lý do chính thức mà chuyên trang này bị yêu cầu đóng cửa là có đuôi tên miền, nét trong khi chỉ được cấp phép cho đuôi miền, com.vn. Tờ báo mẹ của Văn Nghệ Trẻ, báo Văn Nghệ, cũng bị Bộ Thông tin, Truyền thông xử phạt 30 triệu đồng. Chiều 3 tháng 3 năm 2017, ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp chính phủ vừa qua, Thường trực Thành ủy chỉ đạo Văn phòng Thành ủy trả lại chiếc xe nói trên cho doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh đã sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô và hai căn nhà do các doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm Biếu cũng như ủy nhiệm cho dùng. Từ ngày 13 đến 16 tháng 9 năm 2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 17. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Theo kết luận của kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau. Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt, trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông Nguyễn Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy. Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm. Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ngày 6 tháng 10 năm 2017, ông đã bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa 12 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 đến 2020 và thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Cựu Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương cho rằng việc đưa đến sự cố Nguyễn Xuân Anh là do công tác quản lý cán bộ, chọn người không đúng đưa vào cấp ủy, chọn người không qua rèn luyện thử thách, không có dấu ấn gì đối với Đà Nẵng, đó là hiện tượng con ông cháu cha. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Tiểu Sử Ngôi Sao. Hãy đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.